Rồi bây giờ mình cập nhật cái động cơ bãi nha. Xenon. S90C. S90C. Hai con này là xài 3G nè, con này cũng 3G luôn nè. 3G. S80. Con này 3G luôn. Con này 3G con. Con này chắc 90. Con này con mấy đây? chín mươi. Con này NS nè, NS mấy đây không biết, mất tem mất đồ hết rồi. Răng ma 3G 90 80 80. 3G 80 90. SS10 Kuta, ICK nè, IK với Văn Ma y nhau nha, nó một hãng á. Văn Ma S10, 10G. 10G mà 3G không ta? S90. Răng ma trời mu ly hay đọc vậy. Răng ma mấy đây? NS19 luôn, ghê thiệt. Con ơi chà bá lửa. 3G. Mấy 3G hết. NS90 80 90 80 90 90 100. NS 80 90 90 180 70. Toàn 3G không. Con này bật đạn nè. Con này bật đạn nè. Con này NS mấy đó không biết. 3G 80 90. Con này bật đạn nè. 10C SS10. SS10 bạc đạn nè. SS90 là 3G nè. SF máy đây cũng 3G luôn. 90. SS11 3G chứ. Thay nhớt thay đồ ngon lành đàng hoàng, xài nó bền. Nó cũng nhanh, nó bền mà nó bền mà nó mạnh mẽ, nó êm lắm á. Và rồi cập nhật động cơ rồi ha. Bạn nào có nhu cầu thì alo nha. Rồi mến chào các bạn. Mình đếm ra được nhiêu cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 4 5 6 7 8 9. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. 40 41 42 44 45 46 cái. 47 cái. Rồi bạn nào muốn mua thì alo cho ông chủ nha. Rồi mến chào các bạn.